da bellezza in fiora, e là fuggevol, fuggevol ora s'inebria voluta, li bianne i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Với bề dày lịch sử hơn 100 năm, thì Nhà hát lớn Hà Nội vẫn luôn giữ được một phong cách rất sang trọng và cổ điển, vượt lên những cái giá trị và chức năng của một thiết chế văn hóa. Nhà hát lớn Hà Nội đã trở thành một biểu tượng, một hình ảnh thân thuộc và là niềm tự hào của khán giả, của nhân dân thủ đô và của đất nước. Così, ecco, diamo la tazza, la tazza e la tazza.